Chào các bạn đến với kênh vlog của mình. Nói về Tết Nguyên Đán thì miền Nam năm nào cũng có gói bánh tét. Như thường lệ thì năm nay nhà mình cũng gói bánh tét, thì vợ mình đang gói đây, muốn làm bánh tét để cúng ông bà và đón giao thừa. Gói bánh tét nhà mình năm nay gói được khoảng chừng 7 đòn bánh tét, vừa cúng vừa vừa tặng cho bà con. Bánh tét của nhà mình thì gói đơn giản, như gồm có đậu xanh với tôm khô, hạt điều, nếp. Mỗi được có 4 kg nếp mà. Đây, các gói bánh tét truyền thống của người miền Nam. Vợ đang gói. Bánh tét này mình nấu là khoảng 8-9 tiếng mà mới chín nghe mọi người. Đoạn này bọn bánh tét này nó cũng dạng hơi to, hơi lớn. Giờ mình gói xong là bắt đầu mình chuẩn bị nấu luôn, tới tối mới chín, chắc khoảng 10 giờ tối mới chín quá mọi người ơi. Hôm nay là đã 28 Tết rồi, ngày mai 29 là rước con bà rồi. Ngày mai lúc đầu sáng mai có bánh tét cúng ông bà. Sau một hồi gói, vợ mình cũng mới gói xong rồi đây à. Các bạn, vợ mình lần đầu tiên gói mà thấy nhìn cũng rất là đẹp, không hưu mà giờ ở ngoài chợ họ bán nha. À, cũng đẹp. Còn này cũng một dạng là lộ trung to to, còn khoảng chừng 3-4 cái nữa là xong rồi. Nhưng thì mình sấy lại như vậy nè, nó cho nó dễ làm. Lấy cái mịch bóng đó, mình quấn lại như vậy nè, xong rồi mình cái đổ nếp ra khoảng một chén gạo ở dưới, quên chén nếp ở dưới, xong rồi đẩy nhiên lên, là đẩy khoảng một chén nếp lên trên nữa, là mình vuốt cho nó tròn lại. Nè, tròn nhìn đẹp. Lần đầu vợ mình gói mà cũng thấy nhìn cũng đẹp mắt nha mọi người. Còn vô đây nếp thì chắc khoảng 3-4 cái này hết.
Giờ là mình đã gói xong rồi, được 7 đòn bánh tét và cả 4 đòn bánh tét nhỏ. Bây giờ chuẩn bị đầu nấu. Bây giờ chắc khoảng 12 giờ mấy nấu, chắc khoảng 9 10 giờ tối mới xong. Mình trước khi nấu mới bỏ lá chuối ở dưới xong rồi đặt bánh tét lên. Bắt đầu mình chế nước vào, mình đặt bánh vào. Đây bắt đầu giờ mà đang nấu bánh tét nha mọi người, châm củi vô nấu này. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, mà nấu được 4 tiếng đồng hồ rồi. Chắc khoảng 9 giờ tối mới cho bánh em mới chín được, mới vớt ra được. Cuối cùng cũng đã xong. Đây là món bánh tét đã nấu 8 tiếng rưỡi đồng hồ, gần 9 tiếng. Mình thấy hấp dẫn à.